Con cái chạch lón bự này nè các bạn ơi. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Duy nha. Thì hiện tại Duy đang ở trong suối này cả nha. Thì con suối nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ đi câu suối nha. Thì nghe nói con suối này thì cũng có nhiều cá chạch. Thì hôm nay mình sẽ đi săn thử coi có không. Thì mời cả nhà cùng theo chân mình đi câu cá nha. Thì đầu tiên thì lời nói đầu tiên thì cho Duy chào tất cả mọi người. Thì ai mà mới biết đến kênh của mình thì hãy cho mình một like, bấm đăng ký ủng hộ mình để theo dõi những clip câu cá hay là cắm trại của mình nha cả nhà. Còn bây giờ thì mời cả nhà theo chân mình đi câu cá nha. Ra cần thôi. Mình bữa nay con đầu tiên nha. Đây là con chạch đầu tiên bữa nay nha. Nha, thường cái chạch mà nó ăn nó sẽ nuốt lưỡi nha. Nuốt lưỡi cho nên mình sẽ gỡ luôn cái lưỡi luôn cho vô thùng nha cả nhà. Gắn cái lưỡi khác vô. Thường đi câu ở nhà nên làm một dây lưỡi nha nè. Một dây lưỡi như nè, để mình tiện cho việc thay hơn. Con cá trắng lên này cả nhà, ăn lia lịa luôn. Ồ, mình gỡ luôn. Mè lưới nha cả nhà. Thêm con chạch nữa nè cả nhà.
Con này thì nó ăn là nút lưỡi không à. Đó, ngon. À, mình gỡ nha. Con cái chạch lón bự này nè các bạn ơi. Đây. Cái cá nè, chụp tao luôn. Đã. Đã nha, cái chạch lón bự nè. Ủa cái nhà chạch lón này bự. Ui. Ô ô, giải. Má mạnh. Có ba con nhận như vậy má. Được mẹ con chứ. Mạnh hơn. Đã nè cả nhà ơi. Má giờ còn đây cả nhà kìa. Ô ô, cá bự. Cầm tay nữa bự đâu à, sao so bự nữa cầm tay luôn má. Đã nó nuốt lưỡi không à, cá này ăn là nuốt lưỡi không à? Đúng rồi, mấy cá đó ăn nó nuốt cải hỏng á. Đây cả nhà, em trai nó nhà ở đây mới lại nói chuyện tâm sự với mình tí xíu, còn thằng Thương là nãy là đi rồi, Thương nãy giờ đi chơi rồi, ghé rồi chơi với mình tí xíu, nó bữa nay nó làm nó nghỉ. Mình đi câu cá thì mình điện anh em rồi chơi tí xíu. Lúc trước thì mình làm chung với Hiền Thương thì có mấy clip mình quay chung hết đó, là lúc đó mình còn đi làm nữa nha. Còn bây giờ thì nó còn làm mà mình thì nghỉ rồi. Rồi cây cần trắng, cây cần đỏ. Thì mình mới vừa về điểm câu lên rồi cả nhà, thì nãy mình câu ở dưới nha, đó ngay chỗ cái mai ở nhà đó, giờ lên đây tầm 50 mét thôi cả nhà. Thì cái chỗ đó câu giờ nó hết ăn rồi, nãy giờ câu không có ăn luôn, cho nên mình giờ lên đây mình câu thử coi nó có ăn không nha cả nhà. Bây giờ trời có cá, cá ăn rồi. Đó. Vừa dời luôn. Quá ngon cả nha. Vừa dời lên điểm mới luôn nè. Ngon lắm. Thôi mình gỡ nha cả nhà. Đây cả nhà. Thì mình vừa dời lên, mình mới ra cần mình quay đó nha, coi nè. Chín con chạch này nha. Quá đã luôn cả nhà ơi. Chạch bự luôn nha. Thôi mình gỡ ra, thuốc lưỡi ra. Dán cái lưỡi câu khác vô. Ôi, quá nhạy luôn. Cây trắng đó nha, cây trắng mới nhịp à. Mình mở lên, vừa mở lên là ít nhịp, kỳ ta. Nãy giờ cứ vậy không. Nó mới vừa nhịp à. Để mà lại mình kiểm tra coi thôi. Cá nha. Ok chị.
ốc sáo mà nó nhịp cái nó nghỉ. Đây còn cá trắng nữa nè, là lưới nhỏ rồi, đây là lưới nữa nha, cũng được, mình tưởng đâu cũng có gì nha. Cá ăn nha, cá ăn cái nhỏ. Chạch lẩu nữa này nha. Rồi. Ok nha. Chạch mập nè nha ơi. Quá đã luôn. Ui. Nó có gai không cho nên mình cẩn thận nha. Ồ đã không nha. Quá mập luôn. Thôi mình gỡ ra mình cho vô xô nha. Nuốt lưỡi không à. Mấy con này là nuốt lưỡi hết luôn. Mập ú ù luôn. Đây nha, vừa kéo lên con đó nè, nó không có, nó ăn im lìm luôn á. Mình dở lên mình thay mồi mình không có biết luôn, không có bấm máy quay. Ồ dính nữa nè, đã nha ơi, cho vô nha nha. Nghe nha, chạch lẩu bự nha nha, bự bự không à, cho vô xô á. Đây cần trắng mình bỏ ở đằng đây nó ăn nè cả nha, ăn cá bát trắng bỏ nặng nha, không có để ý lại dở lên tính thay mồi dính con cá luôn nha, thác bát nha cả nha. Mình tính lại mình thay mồi mà thấy dính thác lát luôn, không có quay kịp, không có quay khúc nó ăn được, cả nhà thông cảm nha. Dời đầu câu xuống đây nha cả nhà. Thêm một con nữa này cả nha. Ở nha cả nha. Cái nhỏ cả nha ơi. Chặt nữa nha nha. Cái này em
luôn nha ơi. Hai con, hai con. Còn con nữa. Một con này chưa kịp gỡ nữa này đó nha. Chưa kịp gỡ nữa, thêm con nữa này. Quá đã, quá đã. Con này cọc có lý nha. Một con. Hai con. Bây giờ cá ăn rồi cả nha. Trơn. Yeah. Chắc bự bự không ấy nha. Mình gỡ nha. 10 con nuốt lưỡi đủ 10 con luôn. Yeah. Quá đã luôn. Cá ăn, cá ăn, cá. Bự nữa. Ui. Ngon ngon ngon. Ngon luôn cả nhà ơi. Thì tiếp tục lên chạch nha cả nhà. Quá đã luôn. Chạch bự không? Hai ngón tay qua ngón tay, hai ngón tay. Ok. Tiếp tục câu nữa nha cả nhà. Dễ dễ. Hết mồi rồi cả nhà. Còn có con trùng nữa là còn có con trùng rồi, nó là hết mồi nha. Thì câu hết con trùng rồi mình đi về. Cây đắng đây nha, cây đắng có tín hiệu. Nó. Chạch nữa này cả nhà, quá ngon luôn, quá ngon luôn. Quá đã, quá đã. Giờ không có mồi nữa, hết mồi rồi. Cái này dính là hết mồi rồi. Bên kia mấy chú đang làm đồ, máy cưa này kia đâu, nè. Thì giờ cũng chiều rồi, nếu mình quay thành quả rồi cho cả nhà coi á, mình cũng dọn đồ mình đi về. Ok, chiều rồi cả nhà. Cả nhà hôm nay thành quả mình câu được rồi cả nhà. Thì được thêm con cá thác lát nữa, cá chạch với cá trắng với con cá thác lát này cả nha. Cá thác lát nè, quá ngon luôn. Cái này câu quá trời cá chạch luôn à. Để mình cầm lên cho cả nhà coi nha. Đây là số chạch bữa nay mình câu được này cả nha. Quá đỡ luôn nha. Bậy luôn nha cả nha. Chạch lấu không nha. Này có 2 kg á, 2 kg khó đó. Quá đỡ luôn. Cả nhà thì giờ chiều rồi, mặt trời cũng khuất bóng rồi. Thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Mình sẽ dọn đồ câu này kia rồi mình đi về. Rồi thì hẹn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà các clip tiếp theo nha. Bữa nay câu vô mánh cả nhà ơi. Bữa nay câu quá đã. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Di. Nếu thấy hay cho mình một like, nhấn bấm đăng ký ủng hộ Di TN nha cả nhà. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà các clip tiếp theo nha. Bye bye.